Hả? Chơi qua đi làm vậy mình làm nổi không? Còn mai làm hả? Ừ, mai đi làm. Dạo này đỡ mình chậm. Nó bây giờ hai tuần không có làm nữa, còn hai tuần nữa không có đồ đồ làm á. Giờ nó vô cái nó băng. Nó cái đồ nó tụi với tụi quanh năm á. Đồ nó cái đồ nó vô quá. Cái đồ nó vô cái tủi vô. Để lâu quá nó expire, nó không có lấy cái đồ cũ ra. Cái đồ mới lấy sạch cái sạch lại. Ồ, mà cái đồ nó system không có có gì có sao à? Đó, có nhưng mà nó có cái đồ nó mang đen cũng là biết hết. Thank you.
Đổi cho ngồi.